Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kênh Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe địa hình Fury, mẫu xe mang thương hiệu của Nhật, được trang bị bộ đề Asira. Đấy. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Đấy, lớp sơn nguyên bản, chiếc xe là khung nhôm. Màu sắc của chiếc xe thì còn rất là mới. Như trên hình các bạn đánh giá nhìn cái nước sơn này, rất là bóng đẹp. Fuji, thương hiệu xe Nhật. Xe nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, đồ nguyên bản. Tay bấm Shimano làm sóc. Bánh 26 inch. Đề trước Shimano, đề sau Asira. Bây giờ sẽ vào test chuyển động và đo size chiếc xe cho nó xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này, các bác ấn mũi tên chọn xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác hỏi là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Xe chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 56 cm. Thì chiếc xe sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m60 đến 1m70-71 thì phù hợp. Đít 8 tầng, 3 tầng đĩa. Xe full đồ Nhật và đang có giá bán rất là hợp lý, chỉ có 5,8 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo hiện ở trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng nút chuông để nhận được những cái thông báo mới về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.